Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khánh. Ông ơi, trong mùa rồi thì ban mình anh được Lâm An và anh Thêm Đại Lý mọi người. Thì hôm nay là khoảng khắc anh được hai thành, thì Khải muốn lưu lại khoảng khắc kỷ niệm cho ban cũng như là một cái gì đó lưu lại khoảng khắc vui nha. Chúng ta cùng tóm tắt sơ qua trận Công Thành ngày hôm nay. Thì ở những giây phút đầu tiên thì ban hội ACE cũng đã cố gắng đánh mạnh về hướng Lâm An và đánh dồn dập cho đến phút 10, phút 32 thì chỉ còn 3 phút nữa bất tử thôi. Thì thực sự là Văn Phật không thủ nổi này mà. Giao dịch này, Văn Phật không thủ nổi cái Lâm An và đã bị không được bất tử, và cũng có một cái đội nhỏ chia về biển kinh, phá vỡ thành biển kinh, và ngược lại thì ACE là phá vỡ Lâm An. Thì trong những phút đầu tiên thì chỉ có khoảng 2 phút nữa thôi thì hai thành lớn đều có thể bất tử. Nhưng mà rất đáng tiếc thì những anh em ACE họ về họ đánh nát Lâm An và cũng bị ngược lại, bị nát biển kinh, nên là đâm ra là hai thành lớn không bất tử nha. Và đến phút 35 thì chúng ta có sự bất tử ở Dương Châu, đó là ACE, và bất tử ở Tương Dương, đó là Tiếu Ngạo nhiều người. Rồi còn lại những thành con như là Phượng Tường, Đại Lý, Thành Đô thì không được bất tử nha. Thì trong khi đã mất cái thành lớn thì hai băng lớn đó là băng Phật và băng ACE đã đánh mạnh nhiều mắt mấy thành nhỏ đỡ không thành nào bất tử nữa nha. Và cho đến phút cuối là khoảng 9:50, còn 10 phút cuối cùng thì băng Phật đã cố gắng thủ thành công Lâm An, ăn thêm cho mình Đại Lý, và băng ACE đã cố gắng thủ cho mình Biện Kinh và ăn cho mình thêm Phường Tường và thành Phường Tường nha nè. Còn cướp thì đã có cho mình đó là Thành Đô. Rồi ok, đây là mình nhìn sơ qua các bạn ngày hôm nay. Đó. Còn Tiếu Ngạo thì đã bất tử thành biển thành Tương Dương lúc đầu nha mọi người. Đã bất tử thành Tương Dương lúc đầu. Cướp thì khúc cuối là chắc giao tranh với Tiếu Ngạo ở Thành Đô, và cướp đã chiếm lóng được Thành Đô. À, giao dịch đi em ơi, giao dịch cũng không thấy, giao dịch cũng vứt cũng không ai lại nè em ơi. Này đứng đợi nãy giờ luôn á. Em đứng em giao dịch. Em giao dịch phí phát, em giao dịch mấy người mà không ai giao dịch luôn, chỉ mới giao dịch được anh 18 với lại Như Hương này nọ. Đây giao dịch phí phát, đây giao dịch Thái nè. Đây. Anh em tự giác giao dịch em là được à, không chịu giao dịch đó. Rồi, giờ em giới thiệu video một xíu. Là Văn Nam em ơi, là Văn Nam em ơi. Số Bình Chê. Số Bình Chê bật giao dịch lên, anh em tự giác bật giao dịch lên là Khải giao dịch anh em. Một số anh em cũng không bật giao dịch đó. Anh em nào mà nhanh chế bật giao dịch là nãy Khải giao dịch được 4-5 người đó. Còn lại một số anh em cứ đứng nhắn tin mà không chịu bật giao dịch thì đâu giao dịch được. Để xuống nhà tí nha, tí xin túi 300 triệu nha. Ừ, nhanh chế nữa. Rồi với lại tí nữa nha, ạc búp á, những ạc búp gồm Nga Mi búp, Năm Độc búp, Côn Lôn búp, Thiên Nhẫn Bùa, Võ Đăng Loạn. Những ngày này sẽ được võ hỗ trợ loạn gì? Ở lộn, Võ Đăng Giải Bùa sẽ được hỗ trợ một túi 300 triệu nha anh em. Còn lại anh em tự mua nha anh em ơi, một túi 250 xu nha. Anh em mua bao nhiêu túi tí giao dịch nha anh em. Ê, giao dịch lại. Chào mẹ cái luôn anh. Anh em cứ chuẩn bị sẵn tiền, ví dụ mua 2 túi thì để 500 xu. Đó. Đó. 4 túi thiện kim. Rồi. Ôi, Võ Đăng Giải Bùa được tặng túi hả? Võ Đăng Giải Bùa được tặng một túi anh em ơi, này mới. Cung lâm thắp nến, ủa cho các bạn thắp nến được tặng không? Không anh ơi. Không. Cũng bút lên nó đó. Anh Dương. Quá đáng thật sự. Chuẩn bị anh em vô phòng đấu giá nè em ơi, 10:45 đấu giá nha anh em. Giao dịch cãi. Rồi anh ơi. Anh Quý Phát đang top 2 cho 2 túi nha, 2 ngày nha. Những anh em cấp tốt cao cao một xíu á thì hỗ trợ anh em 2 túi. Chị cho em qua túi à? Anh 18 top mấy? Top 10 á, làm top 10 á. À top 10 hả? Ừ, chào chào cho top cao, ai cũng top cao rồi em. Ý là top 10 này, hỗ trợ anh em top 10 đó, họ giữ top á. Rồi, tại vì cái này có 60 túi thôi, anh em cứ nghĩ đơn giản này. Một trận Công Thành là 60 bạc. Thì có 60 túi thì biết chiêu kiểu gì anh em đó. Nên là Khả sẽ hướng người, anh ai chơi nhiều ạc thì như anh Tùng thì Khả đưa nhiều hơn tí, cấp cao. Còn lại chắc chắn là nhiều anh em không lạ, không lậm. Những anh em mà có cấp tầm 110 này, cấm cho 11, 12 á, Khải đợi rồi không có lậm, nên là dư ra Khải muốn thừa và cái cho những anh em tốt anh em. Đợi phát mấy lần rồi anh em, những anh em không có lấy. Tại vì có 10 triệu rồi không thâm thiếu anh em đó. Nên là những anh em đó không có lấy. Làm bằng Nam Trần Kiên ơi. Làm bằng Nam lấy túi nè ơi. 10 giờ 2 mấy có trả lời câu hỏi đúng không ta? Không, hôm nay không có nhiệm vụ gì đó, hoạt động xong là ngừng rồi. Công Thành Chiến xong là ngừng hoạt động.
Nè nè, ai chơi nghèo gì? Hiện tại bây giờ là có là hai cây vũ khí nữa mà. Chỉ số hộ nghèo của Nét. Mình hiện động từng nào cũng 3-4 kim mà hộ nghèo vậy cũng hơn Khải luôn á, nghèo vậy. Niên việc. Hỗ trợ ở đây là hỗ trợ những hạt nghe mi búp, năm độc bùa, côn lông búp, thiên nhẫn lọn, giỏ đang búp nữa nè. Ok anh ơi. Giờ anh em ai cũng một hộp cái này. Ai nói thiệt á, nói thiệt cái này phát cũng được thôi. Nhưng mà vấn đề là phát xong rồi á thì không có tiền mà phát lương con thằng Chiến đâu nè. Cái này phải bán ra thì cộng anh lại. Anh em cứ mua đi, bây giờ phát lại nó cũng phát lại cũng vậy à, cũng hỗ trợ tiền con Chiến cho anh em à. Giờ hỗ trợ hết thì ok, nếu mà 60 hộp phát mỗi người một hộp ok cho chuẩn luôn thì cũng như cái lương của em thôi, không khác gì cả. Ừ, đấy cũng vậy đó. Nhưng mà nhiều anh em lại hay một cái là anh em sẽ không cần cái hộp này, anh em thích tiền xu hơn, anh em hiểu vấn đề chưa? Đó, nhiều người sẽ không cần hộp này. Đó. Bây giờ anh em không lấy hộp thì anh em nhận tiền xu, không anh em lấy xu thì bán cái hộp cũng vậy à. Cái đó cũng vậy à. Làm việc em một hộp đi nè. Em mua dư một hộp cũng được. Rồi, ai mua hộp chắc lên nha anh em ơi, bỏ xu vô là Khải tính tiền nha. Trần Kiên giờ em ơi, anh giao dịch em nãy giờ á. Rồi. Đó, cái này hộp nhanh đừng bị đấu giá nè em ơi. Khi nào không ai lấy hộp đừng bị đấu giá nè em ơi. Vào phòng đấu giá nè em ơi, mới có mấy người và sau đó anh em. 9 người rồi, con thành chiến mà còn có 9 người đấu giá vậy, vật phẩm sao có giá anh em. Bình Dương. Rồi phải ghi lên hỗ trợ nè. Hỗ trợ. Hỗ trợ những ngạc loạn này nọ, một hộp 300 triệu hôm trước anh cho em á. À, đồ đạc gì đấy là bằng nam em ơi, là bằng nam, là bằng nam, thế là em cũng được nhận một đúng rồi, đúng rồi, đúng được không? Đô ni mít cộng ai có ai bán kim bảo bán mấy viên anh em mua hai hộp giao dịch như Hương ơi, cùng là như hương là hỗ trợ bùa con lông bùa một hộp nữa nha anh Như Hương ơi. Rồi Như Hương mua hai tặng một con lông thằng bộ. Okay. Rồi hãy ghi vô. Rồi tiếp theo năm ơi, anh 18 cho dịch hộp này, hỗ trợ anh một hộp. Anh vô thường, anh vô thường cũng người hoạt động tốt, có lương nhận đầy đủ. Hỗ trợ. Rồi tiếp tục năm ơi, nãy giờ đi tèo, anh tôi tèo đứng kêu nãy giờ kìa. Tony tèo võ đang ok, võ đang giao dịch này, võ đang Tony tèo. Cái này anh em nè, anh đi theo. Rồi tiếp là anh em ơi, 18. Rồi có chuyện nữa là bị đấu giá nữa, mà sau này bị đấu giá nha Nam. Đến công đoạn đấu giá Nam ơi, 20 túi là ba con thành trước nè anh Tùng ơi. Rồi 20 người vô phiên đấu giá được rồi Nam. X20 bằng 500 xu lên. Hôm trước là 500 xu lên đúng không anh? Lên 100 xu, lên 100 xu. Lên em ơi, trả tiền dạng lại cho bạn nha. Giao dịch tiền vàng lại. Anh Hùng cũng tay giao dịch nè. Lên 100 xu chung như ý nè em ơi. Hôm nay mình có 2, 4, 6, 8 160 nha Nam. 2 thành 160 nha Nam. 500 lần 1 cho chung như ý. Anh 500 trước rồi kìa. À 500 cho anh Tùng. 500 cho anh Tùng. 500 lần 1. Cái này được gì? Ta cắn được gì Khải? Kinh nghiệm. Nhận nó chỉ được có 2 triệu trong một túi thôi. Tiền vạn trả lại 3. Còn kinh nghiệm 3. Thì cứ mỗi cái thì được 2 triệu, 20 cái thì được 40 triệu. Ai kỳ? Lưng ơi, được cái bách bảo dương anh. Lưng ơi, bắt đầu đường đúng rồi, ra đồ nó mà. Hiệp cốt nhu tình, hân xui. Dương hiệp cốt nhu tình mẹ, mở toàn ra dây chuyền. Tổng hân xui. Rồi 500 lần 2 cho anh Tùng. Rồi chốt. Tiếp theo nè mời, 20 túi tiếp theo. 20 túi tiếp theo nè mời. Tổng cộng có bao nhiêu túi? 160 túi. Để trả 8 nhân 500 cho anh Tùng. Đỡ có người đón luôn sao anh? Như ý đang đón kìa. Nếu anh Tùng đón 500 nhí lên đã lên rồi.
nói vậy là khó cho em nha. Còn thôi anh em muốn anh ơi bây giờ không biết biết đâu anh tù anh giường sao. Ừ. Đấy, còn đó không đó chương gì có đấu vào đấu 8 luôn. Ừ, chương này có chương gì có đấu là hơi khó. Còn anh hôm nãy em không đấu là em chốt anh Tùng hết rồi. Em có thiệt á. Chốt anh Tùng rồi có đâu. Nói chung là em cũng thuộc dạng khá giả mà đấu với anh em rén rén sao. Đó quỷ phát rén còn nhiều khác là không rén thì sao. Anh Tùng vừa lúc anh thích đi đấu thích thôi à. Ok rồi. Ừ anh Tùng anh chơi vậy đó. Tại ơi sao đi bóc với nhau kìa. Tại anh ơi cứ từ em xử lý xong anh ơi nôn vậy anh ơi. Để em xong cái này là em xử lý với mèo cho. Dạ 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 em đang công việc mà chưa xong rồi 518 cho anh Tùng hết luôn nhỏ lẻ cái chứ mày đếm được từ cái 8 cái 160 tuổi trả lại vang 8.000 bạc nhờ trả lại vang 8.000 bạc nè để anh bù lại cái lúc nãy em có hỗ trợ một số anh em trước công thành rồi 8.000 bạc với 4 kim anh Tùng ơi Lâm An Nam rồi chốt anh Tùng xong rồi đến vấn đề tiếp theo anh em ơi. Con người anh em, người trắng anh em. Cán tất cả anh em. 7 ngày. Yo 500 xu. Lên 50 xu cho anh em lên. Đó, người trắng nha mọi người, cái này người trắng nha. 500 nè. 750 nè. Lấy đi, tao lấy người đen tiếp. Rồi, có hai con người chiếu dạ nha anh em. Một người đen. Lại thích người đen hả? Để cho anh quy phát anh con người trắng. Bữa dạ. Anh đổi đi. Đổi gió đi không vậy? Chiếu dạ 7 ngày. Một xích thố 7 ngày. Ok anh em ơi. 750 anh em ơi. 750 không ai lên khỏi chốt nha. Ai lên không? 1k đó. Rồi chốt anh lão đại 1k Lâm An Nam luôn đây. À lão đại thì vậy thì mình muốn mục tiêu lão đại mình chạy. Lâm An Nam như dịch anh ơi. 1 kim là cao rồi. Tiếp tục con tiếp theo anh em ơi. Con đầu tiên lão đại 1 kim. Nè đúng con đen là tôi giết nè. 500 nè. Tiếp tục 750 xu. Con này con trắng mà, con trắng á, con sao muốn con đen. Con sao muốn con đen. Trắng nữa hả? Ờ trắng nữa. Rồi trắng lấy đi. Thế cho anh Tùng ơi. Con gì đó hả? À, con người trắng anh em, người trắng nha. Cho anh Tú anh Tùng nè. 4 kim và 8 ca vàng. Anh thì anh 160 túi nha anh em. Rồi 4 kim, 160 túi, 8 ca vàng, chuẩn nha anh em. Rồi anh lão đại gì dịch em Lâm An Nam anh ơi bọn dịch nha em giao dịch cho lão đại anh ơi rồi con sâu là chốt 2750 nha anh em rồi con đứng chú lần một lần hai chứ chốt gì đủ rau nãy hôm nay mưa rồi lần một đi đồ má không phi phát cái gì thiệt sợ luôn em nó con người giao dịch nãy giờ đứng đợi không ai lên má mình chốt con trang không khó chịu thiệt sự luôn anh em. Anh đánh thì chứ. Ừ, đánh vai chướng. Hai đi. Rồi, lần hai. Ôi em ơi. 900. Rồi, 900. Lên. Bỏ coi cái like của em anh chỉnh dùng cái con thiếu lập sao nó chạy vòng vòng ngoài nó không đánh nó quay quá. Em tắt kêu này rồi, 900 tắt đúng không? Rồi, tiếp tục. Giờ tôi cho người đen tôi lên một kim. Trời, 500 xu. Lên. 500 xu anh em. Đó, 900 xu khai lấy. Rồi lên đi. Lên đi Nam 500 ngàn quý phát. Đó. Đó. Một kim. Ai lên một kim. Lên kim. Đó. Lên kim chạy chiếu dạ. Đó. Kim cho xe chạy chơi vậy á. Cho nhanh. Một kim anh em, một kim là một. Cho nhanh nè. Rén gì đâu anh em. Một kim là cao giá, chuẩn giá là. Kim là một anh em ơi. Đây đều đỡ lâu mất thời gian nhưng vấn đề nào. Đó, giờ này muốn từ từ đúng không? Kêu từ từ nha. Con kim lần 2, 15 giao này chốt. À, đi ngủ sớm đi. Còn bóng dự ái à? 2 hộp. Bóng dự ái à? 4 hộp nè. 2 chốt. Nó có 2 con cho 2 con mi chạy. Tiếp theo anh em ơi. Đến tiếp theo một cây vũ khí con lùng đao. Cái này 3 kim lên nha anh em. 3 kim lên. Cùng là mình còn á thằng xong. Cái này mua 3 kim đánh tốt. Á thằng ơi. Quá rẻ. Vấn đề là thích đánh sát thương hay nào, thích đánh binh sắc, ông có cái binh sắc đẹp rồi.
đi tống kim mới thương con hơn chứ. Anh thấy điện Nhâm Minh này, Nhâm Minh hết người, hai con đều hết người. Thấy vậy anh lên được kháng cảnh làm cho Nhâm Minh bước nó khỏe này. Rồi, từ từ. Lấy cái kim vào qua cho nó đẹp được hình. 3.000 xu cái vũ khí này mà, ủa cái đao quá rẻ, không ai mua ta. Mua đi, mua cái lương phát lương anh em. Không mua cho phát lương được. Cái đao với cái bóng là nãy giờ là mất tích rồi đấy. Cái bóng nãy giờ có người đam mê là hốt hàng này. 3 kill anh em ơi, 3 kill anh em ơi. Đồ hàng ngon mà không ai hỏi ta. Anh Tùng, anh Tùng. Cái đao này giờ ba mình còn át thần của gia là của Dương Thành Mã là của anh Tùng. Thần xếp. Nói chung là mấy anh em cũng có anh rồi. Bộ đình quốc Dương Thần đang giao á. Dạ. Đúng rồi. Của anh đấy. Bao nhiêu á? Em cần à? Đồ này canh dữ ta. Rồi cái này 3 kim luôn em ơi. Đồ cái kiếm này không ai mua luôn rồi. Thằng tiền đi hấp bệnh gì đó. Nó bắt ạ. Bây giờ nó bắt cái hấp bệnh định mua rồi bỏ lắp cho con gà. 2 cây. Nó đang nó đưa ai chơi đó chơi. Nó bán ra ngoài quá. Ai ăn ạ? Con gì? Con Donto đó. Con của Bình Dương á. Đồ hôm qua nó bán hạt giờ là có lý do rồi bạn. Đồ hay dữ người ta. Nó kìa nó đi khám bệnh. Có tiền. Ủa dữ rồi. Vãi gì? Vãi gì? Mấy giờ nó để bán ra ngoài, bán có 1.500.000 gì rẻ quá. Mua mình tiết cơ. Đúng rồi, cái xác đó 1.500.000 quá rẻ. Thiệt sự. Không, nó ăn thì mấy con có 120 rồi. Có Sơn Hà 1, có 45 tịch rồi. Rồi, 2 cây vũ khí chống băng không ai mua nên mày buồn thật sự đâu mà. Không ai mua. Nó chỉ bán xác à? Bán xác nó đâu có đồ anh. Nó đâu có đồ đâu. Có hiếu đồ, mình hiếu mà. Đây, 2 con ngựa khai mua nha nè. Ấy. Băng mày dùng cứ để cho bằng. Lộn, 1 cây 9. Thôi lấy 1 cây 9 nha. Anh Hiếu nói là lấy bộ Đinh Quốc về, anh Hiếu mặc cái con nào ấy. Dạ. Dạ. Thế thì được rồi, để anh đưa bộ Đinh Quốc của anh cho. Ý là nó bán cái xác đó đi. Giờ em lấy cái xác đó rồi chỉ còn tìm đồng cầm cái bán ngoài mua. Không ai mua. Được. Okay. Anh có anh em nào cầm mới là quan trọng ấy chứ. Ít 4 bằng 1 kim anh em ơi. Lên 100 xu. Mua được kiếm anh em nào cho để nó bán ra ngoài uống. Ít 4 bằng 1 kim lên 100 xu anh em ơi. Bây giờ thì em mua cái xác nó lại để nó cầm tiền nó 4 hộp. Nó đi chữa bệnh gì đó rồi mất công nó đi bán ra ngoài mất uống quá. Rồi được, hãy mua, hãy mở luôn á. Lên anh em ơi, 4 hộp 1 kim anh em ơi, 1 kim. 4 hộp anh ơi, 1 kim anh ơi. Em lên thẳng 1 kim luôn nè, 1 kim lần 1. 1 kim lần 1. X4. Em bán cái xác kìa. X4 1 kim anh em ơi. Ông em đang hỏi là cái xác mà ông nào ông PM kêu là lúc đầu kêu bán xong rồi bộ đồ gì đó của anh Hiếu chứ đúng không? Đúng rồi. Lúc đầu em kêu tính mua nhưng mà kêu đồ của anh Hiếu đó nên là nếu ok xong kêu ông kia kêu không bán thì khám bệnh gì không thì thôi để em mua cho nè. Xác đáng có 1.500.000 quá rẻ. Xác đáng 1.500.000 quá rẻ xác hả? Biết đâu, thứ nhất là lúc đầu ông kêu trả lại đồ, mình kêu nếu anh em trong bang thì có đồ thì giúp em bộ đồ để em mặc em mua lại on. Bộ đồ thì anh Tùng mang bán cho bộ Tịnh Quốc không, thì em mang. Không, để nói cho nghe, hôm qua Trung cũng nói anh Hiếu rồi. Là nó bán xác, nó sẽ trả đồ lại anh mà có anh em trong bang gửi mua. Nhưng mà anh Hiếu anh nói là anh cần lấy gọi là bộ đồ Định Quốc đó. Anh cho con nào đi tên, mặc đi chiến đấu gì đấy, để đánh giải gì đấy. Là anh cần lấy là bộ Định Quốc đó, anh xài. Đúng rồi, thì bán hàng chắc chắn anh lấy rồi. Còn không bán là anh vẫn cho Bình Dương Vượng đó. Ông ấy là giờ anh nào mua thì kêu anh Tùng để lại cái bộ Định Quốc anh Tùng bán ra quá. Là hợp lý. Là vừa đẹp luôn. Đúng rồi. Đó. Giờ mà Bình Dương anh cái anh nào không mua thì anh tính mua lại cái xác đó thì clip anh em nào cầm. Đây chủ yếu là anh em nào cầm. Anh em nào vừa mới mua kìa. Có anh thì mua đó anh Tùng có đây hỗ trợ cho anh bữa bộ Định Quốc anh mặc anh chơi. Có. Thì bán giờ này để bộ Định Quốc người ta và lắp vô người ta chơi luôn. Ừ, sao mấy anh bán anh hỗ trợ bán cho anh mua là anh chơi. Ai chơi mà Dương nghĩ như vậy. Dương nghĩ thì không biết. Chưa có nghĩ, em sắp bệnh xong đi rồi vậy tính ngừ em cái đã. Ngừ em chính trước mắt chứ giờ em lo game giết rồi ngừ em thì sao không được. 1k3. Bây giờ quan trọng là bây giờ kìa. Các cái ai cầm hoạt động được đều nhỉ? Bố già đó anh, bố già. Bố già nó mua thì ổng tự động mua xác 1.500.000 thì Bình Dương với bố già cứ tự động giao mua đi em, hai người mua giao nhau với nói chuyện với nhau đi. Anh hỗ trợ đồ gì cho mượn. Rồi bây giờ bố già mua cái xác Bình Dương, anh Tùng hỗ trợ cho mượn bộ đồ Định Quốc để mặc nó chơi. Đó, ok rồi đấy.
Rồi tiếp tục. Mấy món trang sức nè, với lắp vô bộ đồ là dứt à. Một cái bao lần hai dành cho anh Hùng cục tây. Ơi. Có rảnh không? Em đợi con trai anh coi thêm sao thiếu Lâm em chạy vòng vòng không nó. Từ từ đợi anh xong việc đây em ơi. Khải lên 100 xu nữa 1K4 anh em ơi. Đợi anh xong việc đây em ơi, từ từ nha. À thằng ơi, đi cái thằng ơi. 1K4 lần 1 4 hộp anh em ơi. Mở hình xu cho anh em chơi luôn. Đấu xong mở luôn nha anh em. Được rồi, đấu xong phải mở luôn nha lệ. 1K4 lần 1 4 hộp anh em ơi. Hôm trước 2 hộp 500 xu không ai giành, hôm nay 4 hộp lên đánh K4 là cho anh em có lương cho vui nha anh em. Đó. Chứ không phải tranh giành đâu anh em, tuần trước. Có chuyện ấy không phải. Mua rồi. Có chứ, ở thằng vừa chứ. Đâu rồi, một tí quá, không phải. Rồi 1K4 lần 2. Phải mua xong phải mở luôn nè. 4 phút rồi không thấy ai rồi. 1K4 lần 2. Phải mua phải mở luôn nè, mở trên live cho anh em xem luôn nè. Đang làm kỷ niệm video hai thành là khui khui nãy đấu giá cao cao cho anh em có lương tí là vui nữa. Chứ mấy hôm đấu rẻ lắm, nửa tiền không à. Ồ, á thần đâu có giọng đẹp chốt. Bắp sen lấy đâu á thần. 4 hộp 1K4 khai mở luôn nè. Cho anh em xem thử gì nè. 4 hộp nhu tình hiệp cốt bằng 1.400 xu. Rồi, mở. À, trong thời gian mở thì anh em đấu giá vậy nè ta, còn gì đấu giá ta. Mấy cái này hỗ trợ vàng nè. Ồ tính ra không còn gì đấu giá luôn anh em ơi. Còn hộp này anh em ơi, hộp này 250 xu trên 1, anh em mua bao nhiêu ít lên anh em ơi. Rồi, hiện tại chỉ còn mỗi hộp rồi, thống cơ cái tiền lương cho anh em thôi ơi. Không còn gì nữa luôn á. Rồi em vui 4 hộp thôi được gì nha. Một gia truyền hiệu cốt. Một gia truyền như tình. Alo. Rồi, rác nè mày. Rồi, Lâm An Nam. Lâm An Nam anh ơi. Ơi. Đó. Bây giờ mà tớ chuyển cho Khải 1:30, Khải mua cái app này cho mình xong rồi tại mình đang tập trung để làm cái chương trình ngày mai tổng kết với cái mốt đón đoàn kiểm tra đó nên là Khải giữ app cho mình rồi mai mốt xong chương trình mình lấy app mình on nhá. Rồi ok, chắc Zalo cho Khải đi, hôm qua Khải gửi app từ em á, cứ chuyển qua cho Khải 1:30 rồi đưa số điện thoại là xong. Đưa số điện thoại là xong. Anh nào trong bang hỗ trợ em bộ đồ trước được không? Anh nào kêu hobo thử anh Tùng, đó. Anh Tùng. Anh Tùng luôn, anh Tùng hỗ trợ luôn. Em mượn bộ đồ đi qua anh cái gì qua không mượn bộ đồ. Em chính chủ đây nè, rồi kêu Nam đổi số điện thoại là xong. Ừ, đây. Thôi hai giả thôi, hai người tự xử đừng qua Khải nha. Rồi ok. Ổng định mà. Ý của ổng là ổng là người mới, ổng đang tin tưởng vào Khải nhiều hơn anh em hiểu được không? Còn nếu mà nói như vậy thì hai người tự xử nha. Thì anh Khải nói tiếng là được gì chứ em có bậy bạ gì với ai đâu. Không phải bậy bạ mà em phải hiểu. Đỡ nó lại tắt đó. Nó là bỏ quăng đỡ đó, dẫn em tự xử lý nha. Tại vì xin lỗi anh em là mình hôm bữa là mình xem live của Khải, mình nói chung là cũng hâm mộ Khải nên là vô chơi thì vui thôi chứ còn thôi tạm thời bây giờ nhờ Khải đi tại vì còn lúc cái anh gì mà đã nói chuyện mình hôm qua cái bạn gì chứ tức là bạn kiểu ít tuổi mình ấy. Mình có gửi thông tin, nói chung là mình là giáo viên ở Trung học phổ thông thị xã Vĩnh Long này, có gửi Facebook chính chủ với lại trang website mình quản lý, nói chung là mình chơi cho vui thôi chứ còn nói chung anh em thì có thể chưa biết nhau nhiều nhưng mà nó là người mới mà thì em có nói gì đâu anh. Rồi, bây giờ mình sẽ gửi cho Khải nhé, xong rồi có gì Khải nói cho mình. Rồi, anh cứ làm theo ý muốn đi, có sao không? Vậy đi. Đó, vậy là nhanh. Bây giờ đơn giản là... Anh chuyển qua số hội qua cho anh Khải đi anh em. Đúng rồi. Không, tự nhiên được chuyện số thoại Khải chơi này ngáo rồi ta. Không hiểu cái vấn đề trung gian là gì trời. Em cứ chờ bên kia giao dịch tiền cho anh. Rồi anh sẽ đưa em một số thoại, em chuyển đúng số thoại anh là anh chuyển tiền em là xong. Đó là cách trung gian giao dịch giùm á. Chứ tự nhiên diễn mà anh chơi mới công vậy. Hiểu chưa? Số thoại của anh đang giữ á. Ừ, đợi anh xíu. Khải inbox ở đâu vậy Khải? Có thấy số Zalo. Hôm qua Khải inbox Zalo đó, cứ chuyển qua cho Khải rồi đưa số thoại Khải đưa qua cho anh Nam xong. Xong là Khải báo là Khải chuyển tiền Bình Dương là xong. Đó, nhanh gọn, chưa đợi 30 giây luôn. Nhanh gọn, trung gian là vậy, trung gian gì. Nãy giờ thấy gọn quá mà anh em nói vấn đề quá. Do thằng Bình Dương nó không hiểu, cứ nói quằn như trung gian xưa giờ Khải trung gian chưa đợi nút nhạc. Xong, cứ nghe Khải là xong không, rồi. Không thấy Khải hơi, có thể người alo đây. Nhanh gọn, đạo giờ không còn gì để đấu giá nữa. Sao anh? Hai cái vòng. À, hai vòng quên rồi chứ. Sao anh? Cái phái gì á? Nhiều tiền nhất là hai cái vòng. Đúng rồi. Giờ đánh vòng anh em ơi, anh đang đợi em trước. À, vòng kiếm của phái gì á? Kiếm của Võ Đan đây. Võ Đan. Vòng nguyên sói. Ối giời ơi, bóng này là mình mua cộng 1 kỹ năng cộng nguyên. Phòng thủ vật lý 25. Bằng đồ 25. 10 kiếm 15. 15. 1 kiếm là vui.
Lên em ơi. Sai rồi, biết sai rồi, phòng thủ vật lý gì mà 25 rồi. Phòng thủ lý 25. Giết người còn 15 thôi cải ơi. Hả? 15. 15 hả? Ủa sao? 15 ok. 15 anh em. Em nhớ là 25 mà ta, xe vào trường này còn 15 ta. Rồi đấu đi Nam ơi. Anh Tùng chuyển em vòng em test thử anh Tùng. Chuyển em vòng nghiêng xóa thử em coi anh thử. Anh có cầm đâu mà em test. Em đang còn đang thọt này mới có 56 này. Đấy. Test là ra liền. No đang chuyển rồi chứ. 10 kim cho Chile. Vì em cầm bang bên kia cũng nhiều lần là 25 mà sao bên này 15 là sao ta. Lần 1 em ơi, 10 kim lần 1. Hải ơi, tớ chuyển thành công rồi nhé. Rồi. Là giờ là em nhắn tin vào nhà Nam đúng không Nam ơi? Rồi chuẩn rồi. Nhắn số tài qua cho anh rồi anh chuyển cho. Rồi đúng rồi. Bọn ơi P10 nha, bọn đi P10 nha. Đó. Cho Khải số điện thoại là xong này. Rồi cho đây. Rồi. Chuẩn nha, chuẩn chưa, chắc chuẩn chuẩn chưa? 0933 56 900. Rồi ok. Rồi. Giờ đến anh Nam chỉ cần làm việc số điện thoại nữa xong em chuyển tiền Bình Dương là xong. Đó, nhanh gọn. Là anh ơi, nó đơn giản vậy thôi, giao trung gian. Đừng cho lỗi tự em nha anh Gãi ơi. Ok em ơi, vẫn số tự em mà, đâu lỗi chi. 10 kim lần 1 em ơi. 10 kim lần 2. 30 giây chốt. Hiện tại dòng này tuần trước đấu nhớ không lầm là 30 kim đúng không ta? 25. Tuần này 10. Ok. 40 giây chốt, không ai lên chốt nha Nam. Bình Dương bận việc nên là có việc nên là bán hàng chơi khác gì đó thì đó định em nó tính sâu nè. Rồi, chồng quan trọng đầu tiên. 10 giây nữa chốt. Đúng 11 giờ 12. Chốt. 10 kim lần 3. Dòng nghiêng sói. Bình Dương ơi. Vòng nghiêng sói. Bành 10 kim. Tiếp tục anh em ơi, vòng tiên phong. Vòng tiên phong. Cộng một kỹ năng bằng. Anh gãi tắt lưới nói này anh gãi. Ok. 10 kim lên, 1 kim sao em ơi. Bên bên khác nó đợi mua. Lửa binh còn cấp chốn vì giang sơn chi trái ta không thể phá. Cờ tung bay giờ bóng anh dương soi vàng cao. Cờ phi nhanh giữa chốn nguy không mà chính ta. Bao giấc mơ bài nặng mang xin vang trời chất nước đời hùng anh võ lâm sân tiền hạ chi cô. Tương đương như phi phong này một ngày một kim. Không ai đấu không? Đấu đi Nam. Rồi nhắn liền. À, 10 kim. Ngồi Tùng ơi. Thầy ơi. Sao anh ơi? 10 kim lần 1. Không anh em nào mua thì để anh lấy. Ok, hiện tại không ai đấu anh ơi. Nếu anh lên thì anh nhường, không ai lên anh lấy. Đúng rồi. Thế anh có 10 kim đi. Ừ. Anh Tùng 10 kim đây, không ai lấy, anh Tùng đã có tiền phẳng lương nha Nam. Tầm này hiện tại mới thu sơ thì được hơn 2 máy kim. Khải donate 10 kim là khoảng tầm 30 kim rồi. Có khoảng 30 kim đấu giá phát lương này mà. 10 kim cho anh Tùng. Lần 1 đó. Cái đấu giá ngày hôm nay thì hai thành nhưng mà hai cây vũ khí trắng đời quá nè mà hai cây vũ khí đấu không ai mua. Cái gì? Nga mi với gì? Ngày mi đâu? Ngày mi lại mua 2 kim 3 kim phụ băng rồi chứ có đâu. Cây giọt đan với cây con lông đao nè. Không ai mua. Cái này nghe mi em mua 3 kim phụ băng phát lương chứ đâu. Cái đao con đao ngon mà có 3 kim không ai đấu. Alo Khải ơi. À anh ơi. À, mình off tập trung của mình làm công việc đấy rồi. Khi nào giao dịch xong nhắn tin qua gì đó tài khoản qua Zalo hay là vô Zalo. Có vấn đề gì Khải thì sẽ nhắn Zalo, nhắn tin ạc qua là xong. Có hạt thì nhắn cho mình để mình rảnh mình set lên cho nó. Ok Hưng ơi. Rồi. Khi nào xong rồi xong báo liền luôn á, trong ngày hôm nay báo liền luôn. Rồi xong có gì mình trả lại ạc cái luôn, cái tài khoản thì vẫn y như cũ không có đổi chứ. Ok rồi được, Khải sẽ nhờ người khác phụ tiếp việc đó, cứ giải là ok rồi. Rồi, 10 kim lần 3, chốt anh Tùng nha Nam ơi. Rồi. Vòng tiên phong. Biết sao anh em biết sao là tuần trước đấu giá mạnh không? Tại vì tuần trước liên đấu anh em.
anh em phải hiểu rồi đó, tức này không còn đương đóng nữa thì giá nó sẽ gọi là tương đương là nhìn nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng một tình cảm thôi nè. Rồi thôi anh em đấu giá vòng gì giùm em Lâm Văn Nam dịch kim nha anh em. Bi Long Lâm Văn Nam à? Lâm Văn Nam anh ơi. Bi Long em dịch lấy hộp này. Bi Long em dịch lấy hộp này. Lâm Văn Nam anh ơi, lấy vòng gì giùm em giao dịch Lâm Văn Nam. Ok. Rồi kêu anh đợi xin chuyển giùm nha. Hello anh em, ok anh Long ơi. Chúc mừng anh em nhé. Ờ, ok anh ơi. Rồi. Rồi Khải gửi vô cái tổng thu là Khải cộng 10 kim hỗ trợ nè. Khải cộng 10 kim hỗ trợ phát lương. Rồi tổng thu. Rồi tổng thu ngày hôm nay được nhiêu? Tính sơ nè. Tổng thu này cũng nhiều á. À, 4 tổng thu là có 8k vạn nè, cộng nè 4, 5, 6 6 với cộng 2k3 là 8k3, có 28k3 cộng với 10 là 38.300 xu. Rồi bây giờ anh ơi tải ở đâu nhờ? Lâm Văn Nam, Lâm Văn Nam anh ơi, Lâm Văn Nam anh ơi. Ok anh chưa nâng huy ạ. Công thành chiến ngày 26 tháng 5. Rồi tổng thu xong nha nè. Rồi hôm nay thì tổng thu của ban thì 28 kim 3 là cộng với hai cái dòng nữa nè mà. Hai dòng nữa. Là một số hộp chưa bán được nè mà. Thực sự là số hộp không bán nổi. Không bán được hộp. Quá nhỏ. À, tính lại như hơi sai, đang phải tính lại con này. À tính hộp nữa, bán bao nhiêu hộp nữa. Quên chứ, để em cộng bao nhiêu hộp nữa. Bán lại được bao nhiêu hộp nữa nè. Anh Thành 10 kim. Này nói chung là tổng đấu giá mình hơn 30 kim nữa nè. Hơn đấu giá 30 kim nữa. Rồi 10 kim của vòng nguyên sói. Vòng 0 3 3. Rồi anh Tùng về Bạc Liêu hả anh Tùng? À, anh Tùng đứng lên luôn nè. Đây anh ơi. Đây em. Đây. Ờ. Dạ. Đây xin cái túi công thành đi. Cái túi công thành gì là Văn Nam anh ơi. Túi công thành là Văn Nam nha. Ok. Rồi. Rồi chốt anh em ơi. Video ngày hôm nay thực sự là ban ăn được Hà Thành thì đấu giá cũng hơn 30 kim. Và Khải hỗ trợ cho ban 10 kim được phát lương nha nè. Và Khải cũng đã hỗ trợ cho sói 3 kim ở trong trận đánh công thành này. Thì nói chung là ngày hôm nay thì Khải hỗ trợ khoảng 1 triệu cho ban nữa đánh công thành nha mọi người. Thường sau nếu tốt thì Khải có thể hỗ trợ tiếp cho ban hoạt động cho vui nha. Rồi ok. Cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên để lại cho video một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Rất tiếc là cái cây cô đông đao và cây cô đông đao chống phái rất đẹp không ai mua. Rồi cái này cũng không ai mua nữa mà, khá là nhỏ. Cái này do đăng kiếm. Rồi đây người Hà Thành khá là vui nên là donate cho anh em có tinh thần động lực từng sau cố gắng tiếp tục lấy hai thành tiếp theo nha anh em. Rồi